Bài học tuần này tôi giới thiệu cho các bạn điệu silosop hay gọi là disloxun. Điều này được ứng dụng trong rất nhiều ca khúc nhạc trẻ hiện nay. Disloxun cũng có nhiều cách đánh lắm, nhưng mà cơ bản nhất tôi vẫn giới thiệu cho các bạn những cái điệu mà mình dễ tập, và sau này từ từ có những bài học khác thì sẽ giới thiệu một số điệu silosop khác nữa. Vẫn như các bài học khác, mình phải học đếm. Trước tiên, 1 và 2, 1 chân kích và 2 hét, 1 và thì chỉ có 2 hét không thôi, 1 và 2 và 1 và 2 và đi 3 và 1 và 2 và đi 3 và 1 và 2 và đi 3 và nhá. 1 và 2 và đi 3 và 4 và 1 và 2 và đi 3 và 4 và 1 4 và 1 4 xong và thì mình mở hai hết ra. 1 và 2 và đi 3 và 4. 1 và 2 và đi 3 và 4 và 1. Hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin chào.